Mỗi ngày đò ngang thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống phục vụ hàng trăm lượt người lên xuống. Ngoài chở người, phương tiện còn vận chuyển vật liệu xây dựng, sản phẩm hàng hóa. Do nằm tách biệt bên bờ bắc sông Mã, hơn 160 hộ dân trong thôn muốn qua trung tâm huyện Bá Thước phải đi ngược xuống các xã vùng dưới hơn 20 km. Thế nên, từ lâu đò ngang là cứu cánh giúp cho các hộ dân thôn Thiết Giang rút ngắn quãng đường đi lại. Để đảm bảo an toàn đường thủy, vào đầu mùa mưa bão, Công an huyện Bá Thước đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở chủ đò chấp hành nội quy quy định khi vận chuyển khách ngang sông. Được có các anh, bác cảnh sát giao thông hướng dẫn các cách đi đò như nào cho an toàn. Ngày khách đi qua đò thì phải mặc áo phao đầy đủ, đứng ở những nơi an toàn mới được vận hành. Đò Thiết Giang hiện là một trong bốn đò của huyện Bá Thước đang được phép hoạt động. Trước đây, do địa hình miền núi, giao thông bị chia cắt bởi sông Mã, việc đi lại của người dân chủ yếu qua các đò ngang dân sinh. Vì vậy, hàng năm vào trước mùa mưa bão, Công an huyện Bá Thước đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở chủ đò chấp hành quy định luật giao thông đường thủy, kiên quyết đình chỉ đối với phương tiện đò ngang không có đăng ký đăng kiểm, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn. Tại bến đò xã Lương Trung thì có một bến đò là chúng tôi đã đình chỉ vì người lái đò là không có chứng chỉ chuyên môn, và chúng tôi đã cho người lái đò này ký cam kết không đưa phương tiện vào hoạt động, và cùng với xã nữa cũng ký cam kết và chúng tôi thường xuyên kiểm tra. Nếu mà để xảy ra vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Đã có nhiều bài học đắt giá vì sự lơ là thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để xảy ra tai nạn đám đò. Vì vậy, Công an huyện Bá Thước cần tiếp tục duy trì các biện pháp tuyên truyền kết hợp kiểm tra phát hiện, kịp thời đình chỉ đối với phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.